À rồi nha, à, bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phòng bếp nha các bạn. Đó thì nói chung nó cũng vậy thôi ha. À, thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phòng bếp. Ok, thì thì mở cái app lên tí thôi. Thì đi về cái class là phòng bếp ha. Ok, thì chúng ta tắt máy. Cái này đi. Cái phòng bếp mình mở cái layout phòng bếp lên nha. Đây. Còn cái tên là gì đây? IMG D IMG Q D Q D1 D2 à, Q3 đúng không? Gì? D1 D2 Q3 ok. Mình sửa lại cho nó dễ nhé các bạn ha. IMG gas đi vậy. IMG Q1 đi. IMG Q Q ha. Vậy đi ha, quạt đi ha. Đèn 1 này. IMG đèn thôi. Có một đèn mà đúng không? IMG cửa đúng không? IMG cửa đúng không? Đó. IMG mưa ha. IMG mưa. Rồi ha, thì giờ chúng ta sẽ viết đó là Ibrahim. Mình viết sao cũng được, viết cái này nên nói chung là về công tác là nên viết cái này nha các bạn, hình dung không? Đó, Ibrahim email cửa đúng không? Là cửa, quạt, đèn, mưa. Ok. Bốn đôi thiết bị đúng như cửa đèn, cửa đèn quạt mưa đây, cửa đúng không, IMG cửa đúng không, ok cửa đèn bốn cái đúng không, cửa đèn quạt mưa đèn đèn thì IMG D đúng không, quạt IMG quý mưa IMG gì mưa gas, thiếu một cái gas nữa đúng không, gas ok gas là gì, gas là IMG gas đúng không, gas IMG gas ok đúng không nào. Rồi tiếp tục thì chúng ta cũng lấy dữ liệu từ file bay về đúng không, thì copy nguyên cái này cho anh thôi, cái gì chẳng thấy kiếm coi kiếm cái nào nhỉ, cái này nhiều quá, ok copy cái này cũng được, sửa lại nha, xóa đi để vài cái thôi. Rồi, ok. Phòng bếp. Đúng không? Phòng bếp đúng chưa? Đó. Cái phòng bếp là gì đây? Mình đặt cái trong cái cây mình ghi một cái cây đúng không? Cửa phòng khách. Phòng bếp. Phòng bếp. Gas. Gas quạt. Đèn. Cửa. Ok. Đúng không? Bây giờ mình lấy giá trị về đúng không? Phòng khách, phòng bếp. Cửa cửa đèn quạt đúng không, đây là cửa đúng không, cửa hết gì đèn chất quạt quạt hết hết cửa đèn quạt hết gas đúng không, mấy cái cửa này đèn quạt gas năm cái đúng không, cửa này đèn quạt mưa nữa, thiếu cái mưa nữa, ok ép mưa nữa, ok ép cửa đúng không, ép đèn ép quạt gas mưa ok. Mình ở đây mình có đi ở trong này cái hình này chúng ta thấy thì chúng ta chỉ có điều khiển cái hai cái đèn với ba cái hai cái đèn với cái cửa sổ thôi, ba cái đúng không, thì chúng ta có ba cái, chúng ta khai báo một cái biến private in in chắc. D2 1 thấy D3 bằng 1 luôn nha. Ok. À xưa bây giờ mình bấm cái cửa đúng không? Cái cửa gì? Set on collisioner new new view. Thì chúng ta làm gì? Ok, nó không giống cái kia thôi. Copy chat. Không có vấn đề gì hết.
đúng không? Các bạn thấy anh làm vậy, mỗi lần mình nhấn thì cho biến đếm D1 cộng cộng đúng không? Cái cửa D1 cộng cộng đúng chưa? Phòng khách, cửa, đúng không? Đó, phòng bếp chứ. Còn mỗi lần mình nhấn là gì? Nếu gì nếu D1 gì? Phần trăm 2 đúng không? Nếu ta viết dài cũng được ha. Đó, thì bên không ha. Bên không đi. Người ta có lộ có thể là bằng không á, người ta cũng có thể viết cách này này, để người ta viết giả sử vậy đúng không? Đó khác tới người ta để vậy, nó chịu không ta? Thôi kệ bằng không đi, thôi mệt mệt cách là đơn giản thôi, thôi đâu mình suy nghĩ nhiều làm mệt đúng không? Thì gì? Thì m đây đúng không? M chấm set value gì đây? 1 đúng không? Ngược lại đúng chưa? Set value mới đây. Không, ok chấm phẩy nha, đó cửa mình có cửa đúng không, mình có cửa, cửa đèn à, đèn ở D2 cho anh, đèn đèn đúng không, đèn ở D2 đúng chưa, quạt ở đây à, cửa đèn quạt ở D3 cho anh đúng không, quạt à, quạt ở D3 cho anh, ok. Ok, bây giờ chúng ta mới đồng bộ nó trạng trạng thái tại cái những cái này anh đã làm trước rồi nha. Nên là bây giờ anh làm nhanh nhanh ha. Là bây giờ chúng ta có gì đúng không? Đây ha, nếu đây. Nếu S cửa đúng không? S cửa này. Nó trước cái tự số 1 đúng chưa? Thì làm sao? D1 bằng 1 bằng 0 đúng không? Lập tất cái cửa đi đây, cái cửa nó gì đây? Set background resort r.drawable chấm gì lắm? Chấm gì? À, đây coi, nhìn cái ra thử biết cái đây là Windows đúng không? Windows S, ok là cửa mở đúng chưa? Ngược lại đúng chưa? Ngược lại thì Windows, ok ngược lại thì Windows đúng chưa? Ngược lại thì Windows, B1 đúng không? Cửa, đèn đâu? S đèn là D2 đúng chưa? S đèn, D2, đèn. À, đèn gì là đèn đèn sáng, đèn đèn sáng đèn tắt D2 chỗ này sửa là chỗ đã nhận đèn luôn nha, ok cửa đèn S gì S quạt đúng không, D3 ô quạt fan hình như đợi coi fan S không ta, fan coi mình nhìn ra cái đèn rồi. Fan S là tắt đúng không? Fan là sáng đúng không? Ok, Ctrl Shift L coi. Quạt. Quạt luôn, Ctrl Shift L thấy cái hàng cho anh. Để ba luôn nha. Đó. Fan S là tắt đúng không? Đó, Fan S là tắt, ok. Gas đúng chưa? Bây giờ ta đây là gas đúng không? S gas. S gas đúng không? Một là gì đây? Gas thì nó sẽ không có hết đúng không? Nó là gì? Gas. Để coi thôi. À, dài là biểu tượng là gì? Gas S đúng không? Gas. Sáng là gas hay là sáng là gas SS đúng không? Đó. Đó. Bình thường là gas S thôi, đúng chưa? Đó. Gas, ok. Đúng chưa? Không cần. Không cần cái biến gì hết. Tiếp tục là gì đây? Mưa đúng không? S mưa. Đó, ok, S mưa đúng không? Đằng 1 thì làm gì đây? Mưa có chưa? Coi thôi. Coi là trong thanh này thử nha. Running S. Running S đúng không? Running làm. Running đúng không? Mưa là Running S, ok, run nha. Run cho bạn xem ha, nó đang chạy hay chưa? Rồi đây, đi vào chỗ phần gì? À, phần phòng bếp đúng không? À, lỗi cơ sở dữ liệu tại vì nó chưa có đúng không? Nó thiếu trường mưa á. Mưa nó bằng không nha, bằng 1 đi. Ok, có trường hay chưa? Để nó thiếu dữ liệu hay chưa? Đó, để xử với cửa sổ mình đó chưa? Đấm mở đúng không? Đó.
đèn tắt. Đây bật lại chưa? Ok, gắt đầu. Các bạn thấy chưa? Cái cửa này, các bạn thấy cái cửa, những cái cửa không? Cái cửa này nó bị dính cái hình kia đúng không? Tại vì cái hình này chúng ta chưa sửa nó là gì? À, chưa đưa nó về background đúng không? Background nó sẽ bắt cái hình kia đi nha. Ok, background. Nhớ chưa? À, bữa trước anh nói đó, nếu như mà à, nếu không để cái hình kia, nếu chúng ta không chọn background, chúng ta để acrobat thì nó lâu lâu nó sẽ bị gì? Thì nó bị vậy, lâu lâu gì? Nó bị trùng, nó bị chưa xóa cái hình kia liền được, thấy không? Thấy chưa? Ok chưa? Cửa. Quạt, đèn, cái ga thì lên kia rồi ha. Đây. Ok. Mưa đúng không? Mưa bình không. Ok, coi thử cái biểu tượng mưa là mình đã xóa nó chưa? Mưa là mình đã ấy nó chưa nha. Để coi mưa đâu. Mưa thử dán luôn, bắt luôn nha. Bắt con áo dán luôn. Sẽ là mưa làm cửa luôn coi, mưa là gắt luôn coi. Ok nha, rồi. Luôn lại nha. À, luôn lại để chúng ta xem. Ok. À, rồi nhá, à, rồi à, chúng ta tiếp tục ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm tới gì đây? À, được rồi. Chúng ta quay lại cái này coi. Tới cái phòng này là phòng bếp đúng không? Cái phòng bếp. Bây giờ mình làm luôn phòng bếp nha. Có gì? À, phòng này phòng ngủ chứ. Phòng tiếp theo là phòng bếp là phòng ngủ đúng không? Bây giờ anh làm luôn phòng ngủ nha. Tại nó cũng giống giống nhau thôi. Nó có gì đâu khác biệt đâu ha. Phòng ngủ đâu. Ok, phòng ngủ đúng không? Mở cái layout phòng ngủ lên. Nó img cửa đi. Continue luôn. Img quạt nha. Continue luôn. Cửa này. Gì? Nó bị trùng ha. Giờ nó xảy ra cái hiện tượng trùng đúng không? Đó chưa? Cửa này. À, phòng ngủ đúng không? À, chúng ta sẽ có là gì? Có một cái đèn, một cái quạt, một cái cửa sổ đúng không? Ok, đây là cái đèn này, coi đây cái đèn này ha. Sửa lại đây đi ha. IMGD đi. Đây IMG quạt đúng không? Đèn quạt đúng không? Đây là cửa sổ này. Đèn quạt. Cửa đúng không? IMG cửa. Ta sửa lúc này nha. Đó, chúng ta không bị trùng nữa chưa? Chúng này có thể chúng ta để thêm một cái gì đó. Như này gọi là cái đèn đi ha, cho có đèn đi ha. Đó. D2 đi. Nhiều khi bạn muốn câu đèn ra bằng câu nha. Ok rồi nha. À, bây giờ mình sửa đây là cái biểu tượng, đây là cửa đúng không? Cửa, ta chọn hình cửa đi chứ. Ok, chọn window đi chứ, sao chọn hình này. À, đèn đúng không? Chọn hình đèn đúng không? Đèn đâu? À, chọn hình đèn nha. Ok rồi ha, bây giờ chúng ta sẽ làm ha. Phòng ngủ. À, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có trong này đúng không? Đây. Alright, this. Thì mày view đúng không? Đèn này. Quạt này. Cửa này đúng không? À, đèn mình có. Ở đây thì mình có đèn thì đèn 1 đúng không? Đèn thì đèn 1, đèn 2 đúng chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ khai báo các biến luôn nha. Đây biết in D1, D1, D2, D1, D3. Ok. Thấy chưa? Ok chưa? Rồi các bạn thấy ok, bây giờ chúng ta bắt đầu code nha. Đó, giả sử bây giờ đèn 1 đúng không? Chấm gì? Bình file ID chấm img.d đúng không? img.gd. Ok, đèn 1. Ok. img.d2. Đèn quạt. Ok. Cửa đúng không? Quạt là gì? Quy đúng không? Phải quy không? À, quạt là quy. Đèn đó, chọn cái đèn đúng chứ. Đèn 1, D1, D2 đúng không? Quy này. Cửa đúng không? C. Cửa là gì? C đúng không? Ok. Cóp bên này cóp thẳng qua một cái đồng, không mất thời gian. Ok, cóp nguyên cái phần những dữ liệu bên này bỏ qua luôn nha. Ok, tí mình sửa cái địa điểm thôi. Ok, sửa luôn đúng không? À, cửa, đèn, quạt đúng không? Ok. SD2 đúng không? Đèn 2 đúng không? Phòng ngủ.
Ok. Phòng ngủ. Phòng ngủ nha. Ok. Cửa, đèn một, đèn đúng không? Đèn một, đèn hai. Ok, quạt. Mình có bốn thiết bị thôi đủ rồi. Ok. X quạt, X đèn, cái đèn hai đúng không? Cửa, rồi đúng rồi này. Cửa đèn. Ok, thôi. Thôi cứ chấp nhận viết từ đầu lại cho các bạn. Coi như mình vừa làm gì học luôn các bạn ha, cho các bạn nhớ lâu nha. Đó. Cửa nha. Ok. Giờ đèn một đâu, copy qua lại copy che thằng này luôn, không mất công mất thời gian. À, đèn một sửa này lại cho anh đèn một nha. Đó. Đã làm nhiều rồi đó, các bạn thì bạn đừng có làm giấy nha, tại nó từ từ thôi, nhớ chưa? Phòng ngủ. Từng bước thôi nha, làm nhanh quá là không nhớ lâu, tại anh làm cái hàng ngàn lần rồi. Đèn một nha. Ok, đèn một cho anh. Cho S đèn cho anh nha. S đèn đèn một cho anh nha. Là đèn một đúng chưa? Đèn một. À, đèn một thì các bạn ghi danh là gì? Sáng đúng không? À, đèn một là sáng. Sáng. Đèn sáng. Đèn tắt. Ok. Tức tự gì đèn hai đúng không? Đó, đèn hai. À, đèn hai thì tương tự đúng không? Đèn hai thì đèn hai thôi. Đèn hai chứ. Đèn hai đúng chưa? Ít cửa. Cửa D3 đúng chưa? Cửa. Cửa. Window. Window S là gì? Window là Window, Window, Window là tắt. Window S là bật đúng không? Window. Window, Window S. Window thôi, đúng không? D3 đúng không? Cửa đèn quạt đúng chưa? Ok. Quạt là D4 đúng chưa? Quạt. D4. Quạt. Thì coi cái D4 cái fan này là fan gì? Nó là cái fan S đúng không? Fan S là tắt đúng không? Fan thôi, fan là sáng. À, phần S là tắt đúng không? Ok. Phần S là tắt đúng không? Ok. Cửa D3 đúng không? Ok. Ctrl Shift L. Cửa. Ok. Cửa D3. Ok. Quạt nha. Quạt thì D4. Rồi ok, bây giờ mình sẽ run chạy thử nha các bạn. Phòng ngủ. Ok. Thì nó chưa có đâu, nó chưa có thì chắc chắn nó báo lỗi số liệu đúng không? Bây giờ bật bật cái này có à? Bật tiếng nó có đúng không? Phòng ngủ bật bốn cái là ra tự sinh rồi đúng không? Đó. Quạt chưa có đúng không? Được coi quạt coi. Chuông quạt coi. Okay. Mình coi tạm một lần thì nó có sẵn rồi, bữa sau không cần nữa. Ok. Hết chưa? Ok hết chưa? Đó, hết chưa? Hồi xưa bây giờ đúng không? Cửa tắt này. Cái cửa bây giờ nó bị dính cái này, nó giống này thôi. Giờ chúng ta phải chỉnh lại cho nó background nha. Background cho anh. Ok. Đèn quạt. Ok đúng không? Đó ha. Như vậy chúng ta đã làm xong cái phần này ha. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.